Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mỹ trong đêm cứu A Phổ trong truyện ngắn Vợ chồng A Phổ của Tô Hoài. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 11 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video là một trong những bài phân tích hay nhất. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Tô Hoài là nhà văn hiện thực nổi tiếng từ trước cách mạng tháng 8. Ông là một người có vốn hiểu biết phong phú về phong tục tập quán của nhiều vùng khác nhau trên đất nước ta. Vợ chồng A Phổ là một trong ba tác phẩm được in trong tập truyện Tây Bắc, tác phẩm được giải nhất giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam từ năm 1954 đến 1955. Đó là kết quả của chuyến đi cùng bộ đội vào Tây Bắc năm 1952. Trong truyện ngắn, Tô Hoài không chỉ thành công trong việc xây dựng cốt truyện mà còn thành công trong việc khắc họa diễn biến tâm trạng nhân vật Mỹ. Điều này được thể hiện rõ nét qua cảnh cởi trói. Mỹ vốn là một cô gái vùng cao trẻ trung, xinh đẹp và tài hoa, nhưng vì món nợ chuyển kiếp, Mỹ bị bắt về làm dâu gặt nợ cho nhà thống lý bá cha. Vì vậy, Mỹ phải từ bỏ tuổi thanh xuân, phải sống một cuộc sống bị đọa đầy về cả thể xác và tinh thần. Mỹ đã từng muốn tìm đến cái chết với nắm lá ngón trong tay, nhưng Mỹ không thể chết. Nếu Mỹ chết, cha Mỹ sẽ khổ, sẽ không thể trả được món nợ cho nhà thống lý. Mỹ đành chấp nhận quay trở lại nhà thống lý để làm con dâu gạt nợ, sống kiếp đời nô lệ, tủi nhục, bất hạnh. Tưởng như những nỗi đau đớn đầy đọa về thể xác và tâm hồn đã khiến cho Mỹ trở nên thờ ơ và vô cảm, nhưng Mỹ đã khiến người đọc không khỏi ngỡ ngàng khi cô cởi trói cho A Phổ. Hành động cởi trói ấy thực sự là hành động đầy bất ngờ và đột ngột. Nó bất ngờ và đột ngột là khi chứng kiến cảnh A Phổ bị trói, Mỹ đã có một thái độ rực rưng, không chút động lòng. Đối diện với một con người đang đứng trên bờ vực cái chết, Mỹ vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay. Mỹ còn tự nghĩ A Phổ nếu là cái xác chết đứng đấy cũng thế thôi. Mỹ hoàn toàn vô cảm thờ ơ trước cảnh A Phổ bị trói. Đây cũng là một diễn biến tâm lý bình thường hợp lý. Nó hợp lý là bởi Mỹ đã ở lâu trong khổ đau, đã chịu bao đày đọa về thể xác và tinh thần. Cái cuộc sống ở nhà thống lý bá cha đã làm bào mòn đi tâm hồn Mỹ. Mỹ đã bị tê liệt đi mọi cảm xúc, ý thức, nhận thức. Mỹ trở nên vô cảm thờ ơ với nỗi đau của chính mình và cả nỗi đau của người khác. Hơn thế nữa, cảnh trói người, đánh người cũng chẳng còn là xa lạ ở nhà thống lý bá cha. Nó diễn ra một cách thường xuyên, hàng ngày, hàng giờ. Cuộc sống của những con người ở nhà thống lý đầy cơ cực, đắng cay và đầy đọa. Chính vì vậy, họ chẳng còn có thể đồng cảm quan tâm đến người khác. Thậm chí, Mỹ còn đặt ra giả thiết nếu A Phổ trốn được thì Mỹ sẽ phải chịu trói thay cho A Phổ. Mỹ đã tự suy xét cho tình cảnh của mình nếu cha con nhà thống lý biết được A Phổ đã trốn thoát. Mỹ sẽ phải thế chỗ cho A Phổ và Mỹ sẽ phải chết trên cái cọc ấy. Có ai có thể dũng cảm đối mặt với cái chết? Khi tính mạng bị đe dọa, mấy ai có thể nghĩ cho người khác? Hay họ sẽ chỉ lo lắng cho chính bản thân mình, làm sao để có thể sống sót, làm sao để không bị liên lụy. Đây là phản ứng hết sức bình thường của con người. Và ngay cả sau khi đã cởi trói cho A Phổ, Mỹ vẫn đứng lặng trong bóng tối. Không ai ngờ Mỹ sẽ cắt dây cởi trói cho A Phổ, và chính bản thân Mỹ cũng vậy. Nó chỉ là một hành động nhất thời bộc phát mà chẳng có chút suy tính nghĩ ngợi. Chính vì vậy mà nó mang đầy yếu tố bất ngờ và đột ngột. Đột ngột và bất ngờ là vậy, nhưng hành động cởi trói cho A Phổ của Mỹ cũng là một hành động đầy tất yếu logic. Nó tất yếu là bởi nó phù hợp với diễn biến tâm lý nhân vật cùng kết cấu chuyện. Trong ánh lửa bập bùng, Mỹ đã thấy được một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại của A Phổ. Đó là giọt nước mắt của một người đàn ông mạnh mẽ, gan góc, trọng nghĩa nhưng lại đang cận kề với cái chết. Giọt nước mắt của sự bế tắc và bất lực. Đồng thời, nó thể hiện rõ được khát vọng tự do, khát vọng sống, mãnh liệt của kẻ nô lệ đang cách cái chết rất gần. Chính giọt nước mắt ấy đã chạm đến sâu thẳm trong tâm hồn Mỹ, làm tan chảy lớp băng giá lạnh trong lòng. Mỹ thay đổi, Mỹ đã trỗi dậy tình thương để biết thương mình. Tô Hoài và các nhà văn nhân đạo luôn quan niệm nước mắt luôn có sức mạnh cảm hóa, thanh lọc tâm hồn con người. Nó giúp con người hướng thiện và sống trong tình yêu thương. Đó không chỉ là quan niệm mà đã trở thành một triết lý mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc của Tô Hoài. Có tình thương, Mỹ sẽ có những chuyển biến to lớn về tình cảm và hành động. Mỹ nhớ lại đêm mùa xuân trước, Mỹ cũng bị A Sử trói đứng thế kia. Có nhiều lần khóc, nước mắt rơi xuống miệng, xuống cổ
không lau đi được. Mị thấy thương chính bản thân mình, thương cho mình đã phải chịu bao đắng cay tủi nhục, thương cho cái số phận, cho cái kiếp sống của mình. Để rồi khi đã biết thương mình thì mị lại thương đến những con người có cùng cảnh ngộ số phận. Đây có thể nói là một quy luật tình cảm rất phù hợp với tâm lý tính cách của con người. Bởi chỉ khi ta biết thương mình thì ta mới biết thương người. Mị nhớ lại những chuyện thật khủng khiếp trước kia và mị thấy thương cho những người đàn bà cùng cảnh ngộ. Những người đàn bà ấy có số phận và cuộc đời bất hạnh, tủi nhục như mị. Vậy nên mị thương xót và đồng cảm cho những người đàn bà nhà thống lý Pá Cha cũng là điều dễ hiểu. Tô Hoài thực sự chứng tỏ là một nhà văn tài hoa khi hiểu rõ quá trình vận động của tâm lý, tính cách, tình cảm của nhân vật. Chính tình thương ấy đã giúp mị nhận ra chúng nó thật độc ác. Sau bao tháng ngày câm lặng chịu đựng những đày đọa đắng cay, mị đã nhận ra bản chất độc ác vô nhân của nhà thống lý Pá Cha. Trước kia mị sống trong đau khổ cơ cực, nhưng chưa lần nào mị lên tiếng phản kháng đấu tranh. Vậy mà giờ đây cái tiếng nói tố cáo đã được cất lên, một lời kết tội tố cáo đanh thép đầy căm phẫn của người trong cuộc, một lời kết tội ngắn gọn nhưng đã chứa đựng bao nỗi niềm và cả những tội ác của cha con nhà thống lý đã gây ra. Đây có thể nói là kết quả tất yếu sau bao năm tháng đọa đày. Tất cả những điều này đã dẫn đến hành động mị cắt dây cởi trói cho A Phổ. Mị rút dao cởi trói, mị thì thào một tiếng đi ngay. Một chuỗi hành động diễn ra một cách gấp gáp, quyết liệt, liều lĩnh, vừa đầy hồi hộp, vừa đầy lo sợ. Nhưng hành động cởi trói ấy không chỉ đơn thuần là hành động giải phóng cho A Phổ, mà nó còn là hành động mị tự cởi trói cho chính cuộc đời mình. Mị đã giải phóng chính mình khỏi tư tưởng thần quyền và cường quyền, điều mà đã giam hãm cuộc đời mị. Mị giải thoát cho A Phổ cũng là giải thoát cho chính mình. Hành động cởi trói chính là kết quả của sự dồn tụ bao năm căm phẫn, nhưng đau đớn mà mị đã phải chịu đựng ở nhà thống lý. Đây là hành động tất yếu, là đỉnh điểm cho một sức sống tiềm tàng, một khát vọng tự do mãnh liệt cao đẹp. Đồng thời, nó còn phản ánh rõ một quy luật muôn thuở, có áp bức thì có đấu tranh. Có thể nói, hành động cởi trói phù hợp với tính cách phẩm chất của nhân vật mị. Trong mị đã có sẵn một sức sống tiềm tàng, một lòng thương người, một sự phản kháng đối với cha con nhà thống lý. Tất cả đang chờ thời cơ để được gợi mở bộc phát. Thông qua quá trình diễn biến tâm lý khi cắt dây cởi trói, Tô Hoài đã thể hiện được tài năng của bản thân thông qua ngòi bút khắc họa nhân vật. Từ ngoại hình đến tính cách, chân dung mị và A Phổ hiện lên sinh động, mang đậm màu sắc của người dân lao động vùng cao Tây Bắc. Đồng thời, người đọc còn thấy rõ được sự phản kháng, tranh đấu, vượt thoát khỏi cuộc sống tăm tối để tìm đến tự do, hạnh phúc trong chặng đường về sau. Tóm lại, diễn biến tâm trạng trong đêm cởi trói cho A Phổ mang tính chuyển biến mạnh mẽ, đánh dấu một cuộc lội ngược dòng táo bạo. Qua đó, ta thấy được con đường giải thoát, niềm tin và lý tưởng của các nhân vật trong tác phẩm của nhà văn Tô Hoài nói riêng và các nhà văn sau cách mạng nói chung. Hết bài phân tích. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe. Thank you.